Hello, welcome to Thaicom TV show. Thì nếu mà công trình ở ngoài Hà Nội là công trình Indochine á, mà nó đúng tiến độ thì anh sẽ ra vào ngày 8 tháng 3. Đây là một cái chương trình lộng lẫy nhất trong chương trình thiết kế trang trí nội thất trên đài YouTube với tiếng Việt. Tại thời điểm này á, thì cả hai công trình nó đều hoàn thành đúng thời điểm và nó đúng lúc với nhau. Hello. Hello anh. So. Tôi nghĩ em muốn. Anh bây giờ cái cảm giác là nhà của em. Yeah. Nhưng mà anh đón em lên giống như là một cái căn nhà của anh vậy đó. Yeah. Điều này làm cho em rất là yên tâm và còn thấy hồi hộp hơn. Cái gì anh hơi bị nổi da gà luôn. Nổi da gà luôn. Không biết tại sao nữa. Đây là thiệt hết trơn các bạn. Đây là không có diễn hết trơn, có nghĩa là xin là chưa bao giờ xem cái ngôi nhà này hết. Anh đang mong chờ em thấy cái cảm giác cái không gian này á, nó có positive không? Mình vô cái cảm giác mình thoải mái. Từ đó sự sáng tạo, sự thông minh, sự hưởng thụ của mình sẽ có những kết quả rất tốt trong công việc. Bây giờ em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ mình đi lên lầu nhé. Dạ. Ok. 1, 2, 3. Welcome home. Là tuyệt vời ngoài sự tưởng tượng của em. Ôi trời. Hello. Cảm ơn. Trời, cảm ơn ekip rất là nhiều. Ủa sao anh ở đây vậy? Cảm ơn Vũ nha. Trời ơi, ekip của mình chuẩn bị tươm tất quá. Thì cũng nói với Trí là tại vì trước khi mà công trình hoàn thiện thì nó sẽ rất là nhiều thứ phải lo, nên là đừng có để xin đến rất là nhức đầu. Dạ. Để có đến đúng thời điểm sau cùng là xin để enjoy thôi. Nhưng mà lần đầu tiên em nhận một cái nhà mà nó không có bụi không gì hết. Bước vô là nó thơm, rồi đèn set up tất cả mọi thứ có sẵn vậy đó. Thế em nghĩ là bây giờ anh phải dẫn Xuân đi một vòng để Xuân thấy được hết những cái chi tiết. Trong lúc đó thì em với mọi người sẽ chuẩn bị cho Xuân một món quà khá bất ngờ nữa. Wow. Nha. Ok, wow. Bây giờ Xuân sẽ enjoy nhà này cùng với anh Thái Công. Dạ. Okay. Mấy cái sàn không bọc lại à? Mới tháo à? Mới tháo ra. Dạ, mới tháo. Mới thấy sạch sẽ bây giờ. Ok. Đã quyết định đổi cái sàn đúng không? Dạ, quyết định rồi. Quá thông minh, quá khôn. Nói chung là anh đã làm tới bây giờ rồi thì anh dùng cái sàn thì cũng không có ý nghĩa gì. Cái mẫu này thì về quy cách á, thì anh Thái Công chọn cái quy cách là sàn xương cá. Và cái màu thì anh Thái Công chọn màu xám, thì nó phù hợp với cái tông màu của những cái đồ nội thất mà mình đã chốt trước đây đó. Thì anh chị cũng thích màu sáng, anh chị cũng thích những cái đồ của hãng Frato. Anh chị cũng chọn những cái vật liệu nó có những cái màu nó đi cái tông như thế này. Thì anh Thái Công chọn cái màu gỗ nó sản xuất ở đây, nó đi theo cái tông này luôn. Thì sắp tới là mọi người sẽ thấy dụ như từ sàn gỗ cho tới giấy dán tường cho tới rèm cửa, màu sơn nó sẽ giống nhau hết. Bây giờ mình bổ sung thêm cái tủ này. Trước khi là chủ nhà đi ra khỏi nhà là cũng có cái chỗ để mang giày, hoặc là đi về rồi cũng có chỗ mang giày, hoặc là khách đó. Cái này là chưa hoàn thiện nha. Cái này là mới định vị. Còn hoàn thiện cuối cùng của nó là cái mặt này là gương. Là anh có một cái tủ dài em chuẩn bị ở đấy. Wow. Anh có một rất là tiết kiệm diện tích luôn. Yeah, đây là một cái hành lang ở ngoài. Mà có lẽ đây là còn thang máy mà anh đã làm một cái tủ dài cho em. Ở trên đây em để em thêm mấy cái túi sách của mình cũng được nữa. Ở đây anh có một cái chuẩn bị cho em một cái đi dù. Dù. Muốn anh đi dù khi mà trời mưa đó, mình có bỏ cái cây dù đây. Bạn thấy những cái màu sắc, cái màu này là bằng da y chang như giấy dán tường. Anh dùng giấy dán tường ở trên đây. Và có một cái không gian ở đây mọi người có thể ngồi chờ nhau hoặc là ngồi để giày lên, rất là tiện nghi. Một cái băng ghế này á là của Frato.
Và cái bàn ghế này em thấy nó đơn giản nhưng mà rất là cầu kỳ. Ở đây là bằng vải lụa gấm ha, ở đây là bằng đồng, ở đây là bằng nhung, ở đây là bằng gỗ, rất là nhiều chi tiết. Một cái bàn ghế em thấy rất là nhỏ nhưng mà anh phải chọn một cái bàn ghế rất là nhiều mẫu để chọn thêm một cái bàn ghế chỗ này. Dạ, và đặc biệt em thấy giấy dán tường với lại ghế nó rất là matching với nhau. Dạ. Rồi vô đây mình làm mình cảm thấy mình home rồi đúng không? Hai cái cánh cửa này sau này nó là cửa bí mật đó. Hoàn thiện của nó là giống như là cái giấy dán tường này nè. Cái giấy này sao thì cái cửa sau này mình dùng đúng cái giấy này mình dán lên trên hai cái cánh cửa đó luôn. Còn nếu mình muốn đóng lại á thì anh thiết kế này cũng lạ lắm xin. Em đóng lại á là em không biết ở đây có cái cửa luôn. Có nghĩa là anh làm luôn giấy dán tường luôn. Có nghĩa là em không có cảm giác em ngồi trước một cánh cửa. Cái đó là một cái sự ấm cúng. Ấm cúng. Có thể ngồi thử luôn nha. Please, anh mời em ngồi. Dạ. Wow. Dạ, đây là... Ôi, cái bàn này lúc mà em coi trên catalog á, em thấy nó cũng đẹp. Nhưng mà ở ngoài thật sự em nhìn thấy nó rất là luxury luôn. Em thấy mình lựa chọn cái màu này em thấy hợp lý không? Dạ, nó rất là phù hợp và cực kỳ sang trọng. Bác cảm thấy xin ngồi đây thấy quyền lực không? Giống như là anh có hứa là em giống như là bà Anna Wintour đúng không? Xin là làm rất là nhiều mà cũng làm ở nhà đúng không? Dạ. Em cũng muốn dùng cái ngôi nhà này dẫn cho khách đối tượng mình đến, những nhân viên mình đến, những người viên cao cấp. Mà em nhìn mấy cuốn sách thì em biết nội dung sao, mà em nhìn cái bìa rất là hấp dẫn. Đặc biệt cuốn sách này Dior đúng không? Chắc là một cái thương hiệu mà em rất thích luôn. Em còn được người ta gọi là xin Dior. Thì anh thấy công không phải lấy Chanel, không lấy cái khác, mà anh thấy công lấy Dior. Thì em công nhận một cái sự tìm hiểu khách hàng, lắng nghe khách hàng và hiểu về cái tính cách của khách hàng rất là sâu sắc của team Thái Công. Đây là hoa giả anh? Hoa thiệt. Đây là hoa thiệt. Nó là đẹp một cách rất là tinh tế. Và thiệt nó chỉ có một cái là cái này nó rụng á, nó dính quần áo mình. Bởi vậy em khoảng 2 ngày, 3 ngày là em nên lấy cái kéo em cắt cái này hết đi. Rồi em phải thay nước thường xuyên. Cái bình bông này á, là của Fürstenberg, của công ty của Bình Đức. Có khoảng 280 năm. Ông Ziegler Design thiết kế cái mặt nạ này, cái bình này anh thấy là một cái mặt rất ạc. Rất là ạc, thấy không? Anh thấy nó hợp với cái khu vực này đúng không? Em cũng nói với anh Thái Công là em rất là thích kiến trúc ở Paris. Anh Thái Công nói với em là nhà em sẽ đẹp hơn như vậy. Thì hôm nay em mới cảm nhận được điều đó. Và em thấy là hàng gì mình đợi những cái đồ này quá lâu đúng không anh? Park Hyatt nó không phải là cái so sánh cho em nữa. Park Hyatt là một cái khách sạn người ta dùng nội thất rất là bình thường thôi. Không có đạt được 300% từ vật liệu, gia công và thiết kế. Thì những cái sản phẩm này nó khác hẳn những khách sạn mà 5 sao trên thế giới này. Cái tủ này ở trên đây là cái miếng da. Cái miếng da này là y chang cái màu miếng da của cái ghế em luôn. Có nghĩa là cái công ty Fratto là mình muốn đặt một cái sản phẩm, em nhớ không? Mình phải chọn hết, người ta không có sản xuất cho mình gì mà nếu mình không nói mình người ta làm sao. Người ta chỉ đưa được một cái mẫu mã thôi. Và người ta sản xuất khi nào mà mình đặt, người ta mới sản xuất cho mình. Và người ta sản xuất theo tất cả màu sắc như mình muốn. Cũng như là ở đây là anh chọn cái da y chang như cái ghế. Hay là em muốn làm bằng gỗ cũng được, em muốn làm đây là bằng vải cũng được. Thì Fratto nó cho mình cái lựa chọn này. Nhiều người ta suy nghĩ là người ta cầm cái cuốn catalog lựa cái này rất là dễ. Nhưng mà thật chất nó không phải là vậy. Cái này nó ráp với cái này cái kia. Thật sự em rất là kiểu mới đầu rất là hấp dẫn. Nhưng mà sau đó em kiểu căng thẳng quá. Nên là em nghĩ là thôi em sẽ nhường cái phần này cho anh Thái Công, là anh sẽ quyết định tất cả mọi thứ. Và em nghĩ là em sẽ coi cái bản cuối cùng. Và em cái này là push open, có nghĩa là em bấm vô và nó mở ra. Và ở trong đây tất cả là lacquer hết. Và không phải là gỗ xấu. Dạ đúng rồi, rất là đẹp. Đẹp.
cái tay cầm này em thấy em rất là đẹp. Và mà em mở ra đây á, là em thấy ở trong đây á, là không có một cái con vít ở trong đây, không có một con ốc trong đây luôn. Dạ. Bằng nhung, ở trong á bằng nhung nó rất là kiểu. Ở đây là bằng nhung vậy. Bảo quản đồ đạc của mình. Và cái chỗ này là nó có một cái em đẩy thôi là nó tự động nó sẽ close. Có nghĩa nó chỉ hở ra này thôi nè. Chứ anh đâu có để vậy được. Chậm quá. Hai cái đèn thôi em. Hai cái đèn. Rivia em gửi trong group sale á. Anh có khoanh rồi đó. Mới nhất. Rồi lượm cái rác ở dưới cho anh đi. Anh cái tay nắm nút đi em. Cái sofa này anh thấy công chọn hai vật liệu. Một phần đó là bằng da và một phần đó là bằng vải. Và nếu mà ai mà ngồi và rờ vào cái vải này thấy thực sự là rất là thích. Nó như là một cái, nói chung là nó thấy nó rất là fashion, nó rất là thời trang luôn. Và các bạn biết trong nội thất mà cao cấp á, nếu mà mình muốn xem thử là nó có đẳng cấp hay không, mình nó giống như trong quần áo, mình phải coi ở đằng trong, lớp trong của cái áo, coi thử đường kim, mũi chỉ hay là ngay chỗ cái mạc mà của cái thương hiệu á, nó có làm đẹp hay không. Thì ở đây là một cái, tôi sẽ cho mọi người xem thấy cái ghế ở dưới đây. Ở đây là một cái phần dưới, là một cái phần mà không có ai thấy hết trơn á, nhưng mà tất cả ở đây từ cái đường kim, mũi chỉ, từ cái vải, lớp lót cực kỳ đẹp. Cái đó là một cái điểm để thấy được cái sự đẳng cấp của một cái nội thất cao cấp. Ngày tới đây gì bạn? Tới nhiều. Rồi cái này chia đều đi vô. Ok đó, hai cái dùm ở đây, một cái đây. Cái này lấy thêm một cái thứ, cái ghế thứ sáu cũng được. Ủa, Huy đến rồi kìa. Anh mới xích cái thảm này chút xíu mà có 5 cm mà cực cũng chết luôn em. Dạ. Là thảm tự được thôi đúng không? Đúng không? Bây giờ đủ rồi đó, bây giờ dưới y nè. Thảm bự đẹp hơn đúng đẹp không? Đẹp hơn đúng không? Bây giờ mấy bữa Vũ nói với em là cái gương này ha, bây giờ là phải đẻ sát đất rồi đó mình giữ ở trên. Chứ mình treo lên thì nó không treo được. Nghe, em thấy ok. Có nghĩa mình để sát chứ mình giữ nó ngã ra thôi. Dạ. Cũng đẹp. Dạ. Nó nghiêng nghiêng cũng được luôn em. Có nghĩa là ở dưới thì nó có cái len nhưng ở trên thì nó sát được. Dạ. Dạ. Ok. Vậy em ok nào. Bây giờ mình mở ra được chưa? Dạ em khi nào gắn được em? Ok. Để coi rồi mình gắn nó luôn. Anh muốn gỡ ra luôn không? Gỡ ra thì em cũng gỡ được. Gỡ được nhưng bây giờ nè, không gắn sợ đi ngang đụng bể. Ok, vậy thôi. Dạ, để bữa sau nha. Cái đèn này cũng rất là đẹp nè. Cái đèn này là nhìn của một công ty của Ý luôn. Ừ. Cái này là cái tay cầm này á, em nhớ cái túi xách của Gucci không? Gucci. Nó có cái bamboo á, y chang vậy luôn. Dạ đúng rồi. Vậy anh thấy rất là hợp thời trang với em không? Dạ. Và anh để cho em một cái quyển sách Interview là một cái tạp chí. Lúc mà anh mười mấy tuổi anh đã mua rồi. Cái tạp chí đó là bên Anh. Nó sáng, nó làm thời trang. Và rất là chụp hình, rất là trendy. Thì anh mới để cho em một cái quyển sách đó màu luminer. Nó đi với màu đen này, có nghĩa là anh trang trí cho em. Và đây là toàn là sách design không? Còn về cái này sao anh hả? Cái chỗ này thì anh thấy nó hơi tối. Cái anh mới để thêm một cái đèn ở chỗ đây cho nó sáng cái vụt này. Tại trước đây em nhớ không, cái tường này á, là cái tường này đó là cửa sổ mình nhìn qua được. Một chút xem em sẽ thấy anh đã bít nguyên cái cửa sổ này rồi, nó không còn cửa sổ nữa. Và cái tường đó mình sẽ làm cái gì một chút em sẽ thấy. Có là buổi tối á, là em sẽ tắt đèn, mấy cái đèn bự này em sẽ tắt. Em chỉ mở cái đèn này, em mở đèn này. Và em mở hai cái đèn này và vài cái spot là nó đủ cái không gian cho em rất là đẹp. Đây là nến thơm của Sidron, nó là một cái trứng, nó như là một cái object. Ở trong là tinh dầu. Tinh dầu, nó rời nha, nó, trứng nó rời ra vậy nè. Đó. Đây là một cái trứng giống như đà điểu nhưng mà nó làm bằng ceramic, bằng porcelain. Và anh có bỏ nến thơm sẵn trong đây cho em.
cái này nó không cái chỉ làm thơm không mà nó còn đẹp nữa. Em thấy nhiều mấy cái hũ mà nến thơm á, nhiều khi có nhiều cái anh thấy nó hơi xinh xến đúng không? Yeah. Còn cái này anh thấy nó rất là nghệ thuật, nó là một như một cái art piece. Còn ở bên đây thì anh thấy anh trưng cho em thêm vài cuốn sách, ở đây một cái hũ nến thơm rất là bự luôn. Tối là em cứ tha hồ đốt lên. Thật sự nến thơm này nhà. Em cũng là một khách hàng rất là quen thuộc của store, rất là thơm và xài rất là lâu. Khu vực này lúc trước là hồ bơi thì anh thấy Công thiết kế lại thành một cái terrace. Thì đây là một cái khu giống như một cái khu vườn vậy đó. Anh thấy Công cũng làm rất là nhiều tầng cây. Loại cây anh thấy Công chỉ định là những cây về nhiệt đới đó. Thì mình sẽ kết hợp những cái có sẵn đó, mình sẽ đi thêm một số những cái phần chậu cây phía bên rìa này. Rồi khu này là cái khu cây cảnh chính và nguyễn khu viền bên hông nữa. Thì tất cả là anh thấy Công đều thiết kế và chỉ định cho Công hết. Đây là cây mật cật, mình sẽ trồng một dãy dài đó thẳng qua tới bên kia, tới hồ bơi à, giờ thành hồ đất rồi đó, bên kia đó, thấy không, kìa chưa thêm mảng xanh cho công trình là một, thứ hai là che những cái phần tầm nhìn ở phía bên dưới để mình tập trung vô không gian nội thất, mình hưởng thụ ở trong đây, mình không có bị vướng bận gì phù phiếm ngoài kia đó. Mật cật tới nữa kìa. Hình như là bây giờ một cái sản phẩm mà em tâm huyết nhất mà rất là hồi hộp nhất đó là, chính là cây kiến 2 tỷ. Dạ đúng rồi. Cái kiến này em nhớ anh Thái Công kêu em là suy nghĩ đi. Suy nghĩ và anh Thái Công có mình có quyết định lựa chọn hay không, thì em nói là anh Thái Công thấy đẹp không? Thái Công nói nó rất đẹp. Đây là vàng thiệt 24 carat mạ lên và điêu khắc ở trên đây của một cái công ty của Ý làm ra. Mà cái vàng của nó rất đẹp, anh thấy là nó không có bóng lưỡng, nó không có giống như là hơi xế, mà anh thấy nó giống như là một cái lớp vàng nó phủ lên trên đây không? Anh thấy cái chỗ này nó bóng và cái chỗ này nó mờ. Đó, em thấy những cái chi tiết này nó rất là đẹp. Em cảm thấy nhà nó rộng hơn rộng và ra, em cảm thấy mình trong gương nó cũng đẹp hơn bình thường nữa. Bởi vì anh chọn cái gương ở đây để cho em mỗi sáng em xuống chứ em mặc đồ xuống là em có một thấy liền lập tức. Nó sẽ cho mình một cái năng lượng là ở nhà cũng phải đẹp. Tại vì mình luôn nhìn thấy mình trong gương nè anh. Mà em biết một cái team anh mà đem cái gương trên đây là bằng đi bộ. Chắc là rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp và đến đây quá nhiều công sức. Dạ, rất là đẹp. Mà khi mà mình nhìn trong gương á, ngoài thấy bản thân mình á, mình thấy những cái nội thất của phòng khách lại được lặp lại một lần nữa trong đây. Yeah. Mọi thứ nó rất là đẹp và không có một cái góc chết nào trong cái gương này. Tại vì đó thấy chưa, mình kéo qua đây, rộng qua đây đứng lên. Đi đuôi đây đó luôn. Ta để nó mình sử dụng. Cái đứng chưa? Vậy thôi nếu vậy dựng cái kia này luôn đi. Rồi, có nó đụng đó không? Rồi, rồi được rồi đó, dựng lên được rồi đó. Tại vì cái giai đoạn mình vô thì công trình nó cũng chưa xong, nên mình phải phối hợp với đơn vị nhà thầu để mình phối hợp làm sao để hai bên không có bị đụng chạm với công việc của nhau. Thì hiện tại anh đang cho làm những cái hạng mục về dán tường trước. Tại vì dán tường nó liên quan tới phần dàn giáo. Thì sau khi mà làm xong dán tường thì sẽ cho lắp đèn chùm, lắp những cái thiết bị vệ sinh. Rồi dự kiến là trong tuần này sẽ làm xong tất cả những hạng mục đó và đầu tuần sau mình bắt đầu mình trang trí. Đi ra trước đi rồi mẹ ơi. Khoan không rồi.
Cái sofa này có tất cả là 3 phần. Thì có hai phần của nó cái kích thước rất là lớn, do có cái phần nhô ra để mình để cái mặt đá lên đó, nên nó không có đi thang máy được. Thì tất cả mọi người phải đi thang bộ. Và đi thang bộ từ dưới tầng hầm lên thì cái thời gian nó cũng khá là lâu. Nó mất khoảng chừng 1 tiếng cho một món đồ như vậy. Hiện tại thì mới mang lên một phần, một trong hai phần lớn thôi. Thì còn một phần ngày mai, chắc ngày mai mới mang được. Bây giờ là 7:20 rồi, thì chắc là không có làm kịp cái phần thứ hai rồi, thì ngày mai sẽ bắt đầu mình vô mình làm sớm. Nói chung là những cái phần nặng nhất thì cũng đã xong. Chỉ từ giờ trở đi thì đa số những cái phần nó cũng không quá khó để mình vận chuyển. Và mình bắt đầu tiến hành những cái hạng mục về lắp đặt. Bây giờ mình vô khu phòng khách của em đây hả? Trời ơi, thật sự đó có một cái cảm giác gì đó cho em thấy giống như là nó sang trọng nhưng mà rất là ấm cúng luôn anh. Rất là ấm cúng luôn. Để mà mình có thể cùng ngồi ở đây với gia đình và bạn bè, nhân viên, người thân. Em nghĩ em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ ở trong cái không gian này từ làm việc, ăn chơi, nhảy múa, tất cả mọi thứ, thật sự. Em thấy anh combination một cái sofa rất là hiện đại. Và mình lựa cái vải nó giống như cái áo Chanel của em mặc đúng không? Dạ, đúng rồi, treat. Dạ. Rất là Chanel luôn á. Và dạ, một cái, wow, em ngồi vô quá đẹp nha. Quá đẹp ha. Quá hợp. Thường em thấy bộ sofa là nó giống nhau hết. Nhưng mà em thấy ba cái chất liệu mà sao nó rất là hợp với nhau. Ở đây anh không có bán đồ bộ mà nguyên cung lê. Gọi là fashionista là giống như là người ta phải mặc có đôi giày hiệu khác, cái áo đầm áo khác, dạ, cái bớt đầm áo khác. Thì mỗi cái em thấy nó khác nhau. Cũng như cái này có thể giống như là Bottega Veneta. Đúng rồi, đúng không? Còn cái dưới đây là có thể là Chanel. Còn có thể ở đây là màu đen đá giống như là Givenchy. Có thể là mình tất cả là thời trang ở đây là cái saffron. Hay một cái không gian. Cái ghế này em với Chí cũng hơi lưng lự, không biết có lấy hay không luôn. Dạ, tại cái giá nó cũng rất là cao. Anh thấy cậu có thể chia sẻ cái giá này lại không? 1.7 tỷ. Nó bao gồm nguyên một cái group này qua tới bên cái luôn cái bàn đèn này và luôn cái bàn ba ở bên kia nữa, nguyên một cái góc này 1.7 tỷ. Ho nhẹ. Chưa có tính mấy cái gói này nha. Một cái gói này khoảng $1,000 một cái. Hàng gì nó đẹp quá trời. Em thấy cái sự thành công của em không? Em mới có 29 tuổi thôi sinh. Dạ. Mà em ngồi trên một cái ghế 1.7 tỷ. Em ngồi trong một cái không gian cả $1,000,000. Dạ. Oh my god, anh chưa biết ai luôn em. Nhưng mà cái tư duy đó của Thái Công cho em á. Em nhớ cái câu mà anh Thái Công nói là người ta bỏ tiền ra mua một cái bất động sản nhưng mà lại không dám chi 10% để mà mình làm lên cái nhà của mình. Dạ. Thì đó là cái mà mình rất là tiếc. Cái bàn này là cũng rất là đặc biệt nha. Một chút xíu để anh hỏi Huy bao nhiêu nha. Cũng là chắc ít nhất chẳng khoảng $20,000. Dạ. Ở dưới đây là bằng da ha, và cái chân ở đây là bằng đồng. Và cái da này đó là anh dùng chung luôn cái tủ bên kia. Cái tủ kia là cũng cua lon gì luôn, đó là một cái tủ tivi. Đây là một trong tủ tivi mắc nhất trong tiệm anh luôn. Rất là đặc biệt. Cái tủ tivi này là em cũng push and open ra nguyên một cái tủ tivi và em để những cái xài thường xuyên lung tung ở trong đây. Dạ. Tủ tivi này rất là đẹp. Và anh chọn cái phong cách này em thấy nó hiện đại không? Có người nghĩ, ô, anh Thái Công không có làm hiện đại được. Đây, hiện đại đây. Đúng rồi. Hiện đại đây. Đúng rồi. Mà hiện đại mà nó ấm cúng thôi, ấm cúng. Nó sang trọng nó, không? Nó rất là, nó hiện, cực kỳ hiện đại nhưng mà nó cái gì đó, nó có cái sự Âu Châu trong này nhưng mà không hề bị cổ điển nha. Dạ. Mà không có ai nghĩ rằng là anh phối hai cái ghế cổ điển mà chung với một cái sofa mà hiện đại như vậy. Em thấy rất là hiếm người làm cái điều đó. OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW. OMW, on my way to you, good at what I do. Nếu mà cái sofa hiện đại á, thì người ta để hai cái armchair hiện đại luôn. Còn anh phối với hai cái ghế cổ điển. Rồi em ngồi thử coi. Dạ, rất là em cũng. Đây là một công ty khác nữa. Thì cái Ford này á, là nó có cả trăm năm hồi xưa rồi. Người ta chỉ sản xuất lại thôi chứ không có cần mà thiết kế gì hết. Bởi vì em thấy những cái chi tiết, những cái bông hoa ở trên đây á, nó rất là có duyên.
Mà nếu em nhìn kỹ nó có một cái màu đỏ đỏ trong đây. Dạ đúng rồi. Là vì người ta làm bằng lá thiệt ở trên đây, thì người, lúc đó trước khi người ta làm bằng lá lên á, người ta phải sơn một cái lớp nhiều lớp ở dưới để cho màu đỏ có nhiều lớp, xong người ta mới lót vàng lá thiệt lên. Nếu mình làm mà mới cáo á, nhìn nó rất là dễ xến mà nó không có cái sự charming. Vậy cái ghế này người ta sản xuất mới nhưng mà người ta phải làm cho nó hơi bị chày chùa để cho cái cảm giác nó mềm mại hơn. Đây này, cứ đi ngang qua cái tay cầm nó đã, tôi vô cho nó dựng đứng lên. Ờ. Có người đi hướng vậy nha. Đi tức là pha vô dựng đứng luôn bây giờ. Còn cái đèn chùm á thì nếu mà sợ bụi thì phải thứ 6 mình lắp. Dạ sau. Tung ra hết và chuẩn bị tất cả cần thiết. Ừ. Mà ngày mai đặt vô là xong rồi. Mà em muốn anh phân việc nhiều hơn, ví dụ như anh là kỹ thuật trưởng đúng không? Ok, anh phân việc Châu làm cái đó. Có. Bạn Nhân đúng không? Nhân có. Sẽ làm cái này. Đó rồi anh coi, ví dụ như các bạn báo anh thiếu phụ kiện, anh cứ tổng hợp lại ngày mai anh mua một lần. Dạ. Đó, còn ở nhà anh thấy công á thì bây giờ nếu mà treo tranh không cần thiết á thì anh cho một bạn về cũng được. Còn lại anh ở đây với em chủ yếu là anh nắm được cái khối lượng công việc để mà anh làm. Anh nghe là thôi. Tại bức tranh thì nó đơn giản rồi, giờ em đang cần anh ở đây là coi mà em mấy cái lavabo này. Anh nghe thôi. Đây là công trình đầu tiên. Và nó công trình này nó mang một ý nghĩa đối với anh rất là lớn. Cái điều khó nhất ở đây là trong đối với công trình này là cái vấn đề vận chuyển lên nó rất là phức tạp. Hàng hóa cồng kềnh nặng và hàng hóa rất là đắt tiền. Cái thương hiệu của Thái Công là thương hiệu đắt giá rồi, ta biết rồi. Nhưng mà cái đường di chuyển nó rất là khó và anh em phải dùng hết những cái công sức và những cái trí tuệ, chứ không phải đơn giản như những cái công trình khác mà đưa một cái món đồ thế này nhẹ nhàng được. Đó là một cái điều mà anh em ghi nhận. Rồi, Tâm, anh Việt xích đầu lên chút xíu. Một chút xíu nữa. Rồi bỏ ghế vào, mở mấy cái bọc giấy ra cho. Hôm nay Huy chỉ có xem những cái tỷ lệ và xếp vô cho nó ngay ngắn trước đã. Rồi anh Thái Công lên, Thái Công còn chỉnh lại nữa. Và tất nhiên là không thể nào thiếu một cái phần quan trọng, đó là trang trí. Những cái kệ này đơn thuần không nó thì nó đã rất là đẹp rồi, nhưng mà nó phải lộng lẫy hơn nữa là nó phải có đồ trang trí. Và xếp những cái kệ này cực kỳ khó, thậm chí như Huy cũng không có xếp được. Anh Thái Công mới là master của những người mà của những cái việc là xếp đồ decor lên mấy cái kệ. Cái bàn này sẽ tới một chút, hơi chật làm sao đây. Đúng rồi, cho Dũng ngồi. Anh được, anh với em. 1, 2, 3. Rồi, xong. Rồi nhích cái ghế lên coi chừng nó đụng cái tay sao. Được. Cái ghế này quá đẹp em. Sao mình không có đặt cho mình luôn? Có, nhưng mà bằng vải. Bằng da quá đẹp. Dạ. Quá đẹp. Mỗi cái thiết kế của anh Thái Công thì nó sẽ có thể là trong một cái sản phẩm nó sẽ có một cái điểm nhấn. Nhưng mà tất nhiên là ở trong một cái không gian chung thì không phải là sản phẩm nào cũng quá là rực rỡ. Huy tin chắc rằng luôn, nếu mà một cái người làm bình thường, một cái căn nhà này bình thường thì có thể là chỉ dám lựa chọn một cái sofa hiện đại như vậy thôi, nhưng không bao giờ dám lựa chọn hai cái armchair rất là cổ điển và kết hợp với một cái sofa hiện đại, và thậm chí như màu sắc cũng rất là nổi bật. Mà cái ghế này của anh cũng dùng cho Park Villa này. Mà cái màu này đặc biệt lắm anh. Cái màu này đặc biệt hả? Dạ. Nhưng chắc bây giờ chưa mở được. Chưa anh. Mở được. Nó nhiều lớp quá. Ok. Dạ. Tập sau. Tập sau. So, và anh có chuẩn bị cho em một cái mền của Ralph Lauren vào tối mà em ngồi em coi TV và em muốn ấm cái chân đó. Mình đó. Hay quá. Đẹp rồi. Không? Mình có thể ngủ ở đây cũng ngủ được luôn á. Rất là mềm mại. Anh cái ghế nhà anh cũng y chang ghế giống như vậy, mà Huy nói là cái ghế này là cái ghế buồn ngủ. Buồn ngủ. Đây là ngồi lên là buồn ngủ rồi. Đây nó sướng quá, mình ngồi chút xíu cái mình buồn ngủ luôn, khủng khiếp luôn á. Đây nó quá mềm, nó quá sướng. Ngồi đây là em dòm thấy cái đèn pha lê của Ralph Lauren thấy đẹp không? Em thấy rất là hưởng thụ anh ơi. Đã quá hả? Dạ. Cái đèn này của Ralph Lauren thì nó không có mắc bằng của Baccarat. Thì anh Chí nói là ok, chắc là xài một thời gian Chí sẽ đem cái đèn này qua công ty của em và treo trong cái chỗ một cái phòng mà VIP cái sảnh á, thì có là một cái Chí sẽ tặng em cái đèn Baccarat chỗ này. Dạ. Nếu mà cái đèn Baccarat cái chỗ này cái này là khoảng tới 4-5 tỷ. Wow. Nếu mà cái size kia này. Wow. Dạ.
Đây là cái khu vực phòng khách ha. Nãy giờ hình như mình chưa có giới thiệu cái khu vực này. Wow, cái sofa rất là bự. Cái sofa này các bạn thấy là của Longhi, một cái công ty của Ý, còn bọc lại nhập từ nguyên cái này bên Ý về. Và Thái Công với Huy là người là bỏ tay công sức ra chọn tất cả những cái vật liệu này, từ cái da của cái ghế salon này, cái chỉ ở trên đây, và ở đây có miếng đá, có miếng đồng ở trong đây, cái phong ra sao, cái phọt ra sao, cái đó là mình bỏ rất là nhiều công sức chọn những cái sản phẩm này. Thật sự cái nhà mình á, là anh sẽ chọn tất cả những sản phẩm mà thật sự gọi là super luxury hết, thì nó mới đẳng cấp. Dạ, tại vì thật sự cũng đâu có nhiều đồ. Dạ đúng này rồi. Chỉ có cái sofa, cái bàn thôi mà bây giờ mình chọn cái mấy rẻ tiền đâu có được. Đúng rồi, dạ em có chút xíu à. Chút xíu cho super luxury đúng không? Đi. Dạ đúng rồi. Cái sofa này nếu mà ai xem công trình của anh Thái Công thì chắc là đã thấy nhiều cái version khác, nhưng mà cái version cổ xuân á, anh Thái Công chọn da và kết hợp với vải rất là đẹp. Một bên là nửa da và một bên là nửa vải. Không, tại anh nghĩ Xuân là một người rất là thích thời trang, và cái chỗ này là chị cũng sẽ mời những người mà trong công ty về đây chơi, tại vì chị làm trong cái nghề cosmetic đúng không? Dạ. Và mỹ phẩm thì là anh thấy là rất là thời trang, nữ tính. Mà ngược lại cái khu vực da này nó cũng hợp với Chí nữa. Có nhiều chuyện như mấy người đàn ông mà ngồi đây uống whisky rồi nói chuyện với nhau thì anh thấy rất là hợp ha. Dạ. Đã luôn á. Đây super super đã luôn. Và ở đây em thấy dọn lên đây thấy đã không? Đẹp quá không? Lúc mà em tới nhà anh, em cứ nói là làm cho nhà của em có đẹp giống nhà anh không? Thấy dạ. Không? Cái nói sure, còn sure đúng không? Mà nó khác, nó không có so sánh được yeah. Không? Dạ. Đấy, nhà em hay là những cái công trình modern villa, dạ. Mỗi công trình anh nó hoàn toàn nó khác dạ. Nhau. Nhưng mà nhìn vô biết là không thấy Thái Công. Ừ. Nhưng mà nó không có y chang như vậy được. Tại dạ. Vì đầu tiên là cái mặt bằng của mình, anh thiết kế nó mỗi chỗ nó khác nhau. Nhà em là một cái duplex, là mình có một cái tầng thứ hai ở trong nhà mình. Thì em thấy nó đã khác rồi, cái trần mình nó cao hơn dạ. Nhiều. Đúng không? Đó. Thì mỗi nhà nó hoàn toàn khác. Bởi đây là nghề của anh đó. Nhưng mà mình thay đổi, nhìn vô mình không biết thay đổi luôn. Bây giờ nếu mà Thái Công không có chỉ các bạn mà mình thay đổi cái gì, chắc là nếu mà người nào mà chưa coi cái project này, cái công trình này, có thể là nhìn vô là thấy là chắc hồi đó giờ nó như vậy rồi, đúng không? Cái là một cái bí quyết mà Thái Công thiết kế và thay đổi không gian á, nhìn vô nó rất là tự nhiên, giống như là nó có hồi đó như, bây giờ là như vậy. Cũng như là cái tường trước đây á, là cái nhà bếp mở. Nhà bếp mở đây, nhưng mà giờ Thái Công mới cho bích nguyên cái nhà bếp này lại. Và ở đây có một cái cửa, thì nguyên cái tường này là sẽ ốp một cái miếng gương lên rất là to ở đây. Tôi thấy không bích cái nhà bếp này lại, thật sự là các bạn thấy không? Nó rất là tiện cho cái người ở trong một cái lối sống giống như vậy. Và là bây giờ nhà bếp mình là nó sẽ biến mất ở đằng sau cái miếng kiến này rồi. Đây là có một cái cửa bếp nhỏ. Cái cửa này á là giống như là một cái cửa bí mật vậy đó, sẽ ốp gương lên đây luôn, có nghĩa là người nào mà ngồi trên cái bàn ăn chỗ này á là không có biết đây là có cánh cửa nữa. Mọi người nhớ là xem lại những cái tập cũ để xem thấy cái layout chỗ này, và thấy anh Thái Công phân chia cái layout chỗ này thực sự là rất là hợp lý. Và từ một cái bếp mở, anh Thái Công đã đóng lại thành cái bếp đóng và sử dụng cũng rất là thoải mái. Bên đây là một cái mảng kính và làm cái không gian này cảm thấy rất là rộng rãi hơn rất là nhiều. Giờ mà ngày bình thường thì cái chỗ này mà muốn họp rất là nice, hay là vô trong lấy cà phê lấy nước ra đây, nó vừa một cái phòng tiếp khách, một cái phòng ăn, nó một cái phòng làm việc, nó là multifunction. Cái phòng này đẹp, rất là đẹp. Tôi góc này em nhìn vào thấy đẹp không Dinh? Từ đẹp sao nó nhẹ quá.
một cái mỹ từ khác, cái từ đẹp thì mình dùng từ gì bây giờ anh Thái Công? Nó sang trọng. Sang trọng. Sang trọng. Tất cả những cái vật liệu anh dùng á, từ cái đèn chùm là đèn Baccarat, cái bàn là của Fatal, đằng kia là đèn bàn là của bên Anh nhập về, những cái bình bông là của bên Đức, với cả là đồ quality hết. Nếu mà cái chỗ này mà cái nhà bếp mở đó đó thì em thấy nó sai sẽ, luôn rồi. Nó không có cái kết thúc cho mình. Em tưởng tượng em thích khách đây mà bà nội nấu thịt kho, canh chua trên đây, cái rổ đúng không? Thì giờ mới em thấy đâu có đẹp được. Và cái phòng này thì nó thành một cái phòng vừa làm phòng ăn, vừa làm việc, em để sách vở, em để giấy tờ trên đây, em làm việc cũng được luôn. Cái ghế này lại dành cho em nữa rồi. Cái ghế này nó quá đẹp. Kiểu rất là lại Chanel nữa rồi. Nhưng mà đâu có cần cái lưng mà nó cao ở đằng sau, nó cạnh tranh với sắc đẹp của mình đúng không? Dạ, biết đúng mấy rồi. Cái ghế đó không? Dạ đúng rồi, em biết. Anh sợ nhất mấy cái ghế đó nhỉ? Cái ghế mà kiểu vương miện á. Em nhớ đây là một cái cửa sổ nè, và anh Thái Công đã bích nó lại luôn. Cho em thấy cái này thì em nhận thấy là dẹp cái cửa sổ là hợp lý. Tại vì mình đúng có cửa sổ đây rồi. Nhiều, mình có cửa sổ đây nhiều. Rồi, đang dạ. Làm cửa sổ làm chi? Mà cửa sổ nó dòm ra đâu? Dòm ra cái văn phòng kế bên. Cái tấm hình này anh treo ở đây là của ông Slim Aaron chụp. Anh thấy cái không khí này nó rất là thời trang, tại nó năm 1960. Và anh, cái hình này anh cũng treo vài chỗ khác nữa. Canonical, inspirational, iconic. Such is the legacy of Slim Aaron's photography. An insider among insiders, Slim Aaron's unlocked the most private enclaves of high society, disarming the world's elite with nothing but his charm, his vision, and the unblinking eye of his camera. Hai cái đèn này là của bên Anh nhập về bằng Murano glass, nó cũng có hơi cái màu. Em rất là ấn tượng với cái đèn đó luôn. Hai cái đèn này hả? Dạ. Sao nó có thể kiểu rất là nghệ thuật đó anh? Dạ, nó làm bằng Murano glass thổi ra đây. Anh đây. Để cái đèn đi không sao đâu. Nó có một cái khe này. Rồi bỏ vô. Đây là một cái đèn nhập ở bên London về, và cái thương hiệu này thì Huy với anh Thái Công rất là thích luôn. Và cái đèn này thì đặc biệt của nó là về thủy tinh nhưng mà rất là đẹp. Cái nhà này á, làm theo phong cách rất là hiện đại và có một cái phần có một chút nữ tính, mình sẽ hiểu được cái chủ nhân của căn nhà. Nhưng mà nói chung là mình vẫn phải, anh Thái Công vẫn rất là tiết chế tất cả, để một cái người ví dụ như là ông xã của Xuân là Trí sống trong không gian này vẫn thấy rất là thoải mái, hoặc là những cái người khác, chứ không phải là mình vì một cái cá nhân mà mình sẽ làm nguyên một cái nhà màu hồng chẳng hạn, thì nó rất là công chúa và nó sẽ không có còn phù hợp với những cái người còn lại nữa. Mặc dù là Trí á, là nói là Xuân cứ làm theo sở thích của Xuân, nhưng mà anh Thái Công vẫn quyết định là lựa chọn những cái không gian chung này á, nó chỉ là một vài cái điểm nhấn thôi. Cho anh cái đó. Đây là cái bình cũng của Fürstenberg, một công ty 280 năm có bên Đức, và thiết kế của ông Ziegler Design. Đây là bình thiệt, mà cái bình này cũng có rất là nhiều copy. Mà em nhìn cái của mình rồi, ngay mốt em thấy nhìn copy em thấy liền là em rất cười. Một cái ly này là khoảng $300 một cái ly đây. Còn cái khay này sao anh? Cái khay này là cũng hơn $1,000 một cái khay này. Cái tủ này em thấy đẹp không? Dạ. Cái tủ này cũng khoa số. Tất cả cái khung này em thấy là nguyên cái khung ấy làm bằng đồng hết. Đây là bằng đồng, chứ không phải là chỉ là sơn màu vàng thôi. Và em thấy cái nhãn hiệu Fatal đã in lên trên đây. Dạ. Và anh thấy cái đèn Baccarat thấy sao? Baccarat thì hai cái đều đẹp, công nhận Baccarat thì nó cái đem cho mình một cái gì lấp lánh và nó thực sự rất là sắc sảo. Dạ, thường thường không có ai mà còn hỏi bên anh là discount gì hết trơn á. Nhưng mà hôm nay là anh mua tặng em một cái đèn mà tặng cái đèn Baccarat, em thấy chưa? Đâu đâu anh thấy. Dạ, một cái đèn ở đây và em nhìn vô cũng có một cái nữa. À vậy hả? Trời ơi, anh coi mọi người thấy không? Anh thấy con của chúng ta rất là thông minh và hài hước, đúng rồi. Nên là mua một tặng một, đó thêm có cái đèn trên trong gương ra thấy không? Thật sự là đúng, tại vì mình nhìn bằng mắt thì coi như là mình được tặng rồi. Hợp lý. So, hay không? Vậy thêm một, đem một cái bông này lên trên đi cùng. Trên cái chỗ phòng thay đồ em. Để lên, lên. Nửa tiếng nữa chị đến rồi đó.
xong chưa? Ước tượng xin. Vậy lấy cái đèn này để trên cái xe ba không ngủ gì mà. Ok. Rồi. Cuốn bộ kịch bản vậy nè. Bây giờ là hello, hello. So, we're coming, mở ra. Wow. Welcome home, chị. Trời, cái chu đá vậy luôn hả? Đây, bây giờ chắc chí với xin là cắt bánh đi nha. Cái bánh kem này em thấy cũng rất là đặc biệt nha. Em thấy là đầy đủ tình yêu thương, tình cảm, tâm huyết của team dành cho chủ nhân của ngôi nhà. Anh còn một cái tầng trên lầu đó là cái phòng ngủ của em. Yeah. Có bao gồm phòng tắm, một cái bồn tắm rất là xuất sắc, cái phòng thay đồ rất là tủ, rất là nhiều tủ cho em luôn. Dạ, đó cũng là một nơi em rất mong chờ. Dạ, mà anh nghĩ là chắc là mình cho các bạn xem tập sau nha. Dạ, okay. Okay. Thank you for watching, cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay. Và cảm ơn Sinh, và cảm ơn Chí, cảm ơn cả team. Dạ, cảm ơn anh Thái Công rất là nhiều. Thật sự khi mà em đồng hành cùng với ekip Thái Công, và đây cũng là một trong những tập gần cuối cùng để mà mình có thể gặp nhau và gặp gỡ cái khán giả của Thái Công, em rất là mong muốn là sẽ cùng với team Thái Công sẽ có một dự án nữa trong một thời gian gần nhất để mà mình có thể hoạt động cùng với nhau. Tại vì em cảm thấy là khi em làm việc với Thái Công á, em rất là nhiều năng lượng và học được rất nhiều những cái giá trị, ngoài những cái giá trị mà anh thấy không đem lại về vật chất, còn về tinh thần, về cách sống của em. Và mọi người có thấy là xin thay đổi rất nhiều từ tập 1 cho tới tập này về tất cả mọi thứ. Đó là cái em nghĩ rằng là điều tuyệt vời nhất mà em đón nhận được. Và qua cái video này thì xin cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các fan hâm mộ của anh Thái Công đã quan tâm công trình của hai anh em, và chúc cho mọi người sẽ có nhiều sức khỏe và liên tục like và subscribe kênh YouTube của anh Thái Công nhé. So ai thích xem chương trình Thái Công tiếp tục và thích xem tập tới nhà của xin ra sao thì nhớ bấm like và bấm subscribe. Bây giờ mình ăn bánh nha. Mình cũng ăn bánh. Bánh ở vậy hai người cắt đi.